Dạng 1 này. Chúng ta sẽ vào dạng 1. Dạng 1 là xác định vị trí vân sáng, phẩy, vân tối. Các bạn chú ý nhá, dạng 1 là xác định. Dạng 1 là xác định. Xác định vị trí. Dạng 1 của chúng ta là xác định vị trí. Xác định vị trí vân sáng, phẩy, vân tối. Xác định vị trí vân sáng, phẩy, vân tối. Bạn chú ý nhá, dạng 1 của chúng ta sẽ là xác định vị trí vân sáng, phẩy, vân tối, phẩy, vân tối. Dạng 1 là xác định vị trí vân sáng, phẩy, vân tối. Nào, chúng ta vào dấu sao đầu tiên là phương pháp. Chúng ta sẽ vào cái dấu sao đầu tiên là phương pháp. Dấu sao đầu tiên của chúng ta là phương pháp. Phương pháp. Nào, gạch đầu dòng đầu tiên. Các bạn chú ý nhé. Gạch đầu dòng đầu tiên. Các bạn làm ơn nhớ này. Đó chính là cái công thức về khoảng vân, lúc nào cũng đi cùng chúng ta luôn. Các bạn nhớ nhá, khoảng vân. Cố gắng nhẩm nhẩm để nhớ dần giúp luôn. Khoảng vân thì được tính bằng lambda d chia a. Nhớ nhá, y bằng lambda d chia a. Bạn nhớ khoảng vân y bằng lambda d chia a. Gạch tiếp theo là vị trí vân sáng. Vị trí vân sáng. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cách xác định vị trí vân sáng. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ xác định theo cái chương 2 là xác định theo hiệu khoảng cách đến hai khe. Các bạn chú ý nhá. Các bạn nhớ này, dấu cộng đầu tiên là theo hiệu khoảng cách tới hai khe, bạn nhớ nhá, theo hiệu khoảng cách được chưa, tới hai khe S1 S2, tới hai khe S1 S2. Hiệu khoartng cách tức là chúng ta sẽ dùng cái điều kiện là D2 trừ D1, và vân sáng thì là cực đại giao thoa, tức là D2 trừ D1 bằng k lambda được chưa bạn. Cách thứ hai để ta xác định vị trí của một vân sáng là chúng ta sẽ xác định theo tọa độ là theo cái dạng năm ở cái chữ năm của chúng ta đó. Các chú ý nhá, dấu cộng tiếp theo là theo tọa độ tức là theo x ấy, để cho các bạn thì các bạn chú ý nhá, theo độ ta có x sáng thì bằng k lambda d chia a, và bây giờ lambda d chia a thì nó bằng y, hay chúng ta sẽ viết gọn lại là bằng k nhân y đó. Các bạn chú ý nhá, nhớ này, tọa độ vân sáng này bằng k lambda d chia a, hay còn có là k nhân y nhớ nhá. Tọa độ vị trí vân sáng là k lambda d chia a và bằng k nhân y. Gạch tiếp theo là vị trí của vân tối. Thì ở đây chúng ta cũng có hai cách xác định vị trí vân tối. Cách đầu tiên là theo hiệu khoảng cách tới hai khe S1 S2, được chưa? Dấu cộng đầu tiên theo hiệu khoảng cách tới hai khe S1 S2. Được chưa? Thì chúng ta hiệu khoảng cách là chúng ta dùng D2 trừ D1, các bạn nhớ nhá. Nó dùng D2 trừ D1. Đây là cách ở chương 2 này, thì bằng k cộng 1/2 nhân lambda.
Được chưa bạn? Còn nếu chúng ta theo cái tọa độ, tọa độ là chúng ta theo là x ấy, thì ta có này, x tối được chưa? Bằng này k cộng 1 phần 2 lambda d chia a. Hay chúng ta thay lambda d chia a bằng y và chúng ta có k cộng 1 phần 2 các bạn nhân với cả y. Đây là cái tọa độ của vị trí vân tối đóng khung vào. Đó, đóng khung vào nhé, được chưa? Đó, quan trọng phết đấy, để chờ các bạn. Thì đó là một số cái nội dung ở cái phần phương pháp của chúng ta. Đấy, cũng rất là ngắn gọn thôi, đúng chưa? Bạn lưu ý nhá, chúng ta có hai cách xác định vị trí của một vân sáng hay một vân tối. Cách đầu tiên là chúng ta dựa theo cái hiệu khoảng cách từ điểm đó đến hai khe S12. Cách thứ hai là chúng ta dựa vào cái tọa độ của điểm đó, Các bạn chú ý vào nhá. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ 1 này. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 1 nhé. Ví dụ 1 này. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, các bạn chú ý nhé. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Được chưa các bạn? Người ta chiếu sáng hai khe bằng một ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc nhất định và nó không xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng. Các bạn chú ý rồi nhá. Và cái ánh sáng đơn sắc này của chúng ta có bước sóng là 0,6 micromet. Cái ánh sáng này của chúng ta có bước sóng là 0,6 micromet. Tiếp tục, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm. Các bạn chú ý này, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, Các bạn chú ý là nên tóm tắt cái đề bài và chứ đừng có chép đề bài vào. Được chưa? Lambda thì là bằng 0,6 micromet. Khoảng cách giữa hai khe chúng ta ký hiệu là gì nhỉ? Khoảng cách giữa hai khe được ký hiệu là chữ A. Được chưa? Là 2 mm. Tiếp tục, khoảng cách từ hai khe tới màn, bạn chú ý này, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1,2 mét. Các bạn chú ý, khoảng cách từ hai khe tới màn, khoảng cách từ hai khe tới màn được ký hiệu là chữ D to, được chưa? Và D to của chúng ta ở đây là 1,2 mét, Và đề bài yêu cầu chúng ta tính khoảng cách, Đề bài yêu cầu chúng ta là tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 2, và vân sáng bậc 5. Các bạn chú ý nhé, đề bài yêu cầu chúng ta là tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 nằm cùng một phía. Các bạn chú ý câu này này, nằm cùng một phía. Câu này là một câu rất quan trọng vì ở đây có hai trường hợp. Một là hai cái vân sáng này nằm cùng về một phía như câu A, hoặc có thể chúng sẽ nằm về hai phía, được chưa? So với vân trung tâm, ở câu A thì chúng ta có là hai cái vân sáng này nằm về một phía, so với vân trung tâm. Đó, nằm cùng với một phía, tức là một thằng sẽ nằm ở miền trên, tức là miền dương, và một thằng sẽ nằm ở miền dưới, tức là miền âm. Đó, nào, chúng ta cùng nhau suy nghĩ một tí xíu nhá. Khi các bạn mới học phần giao thoa thì cái phần các bạn tính toán hơi khó một tí, đó chính là cái thằng khoảng vân y. Vì ở đây các bạn nhìn này, lambda của chúng ta thì đơn vị là micro đây, một thằng thì đơn vị là micro, một thằng thì đơn vị là mm, một thằng đơn vị là mét. Nó khó một cái là ba đại lượng ở trong công thức tính bước sóng, trong công thức tính khoảng vân thì đơn vị lại khác nhau. Vậy tóm lại chúng ta nên đổi tất cả ba lượng này về theo đơn vị là mét, Các bạn chú ý nhá, nào bắt đầu suy nghĩ một tí xíu. Sau đó chúng ta lại cùng nhau chữa câu A.
Nào, các bạn đã tìm ra được cái khoảng cách giữa hai cái vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 nằm cùng một phía của vân trung tâm là bao nhiêu chứ các bạn ơi? Nào, các bạn đã tìm ra là bao nhiêu chưa nhỉ? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ luôn cậu A nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau gỡ luôn cậu A này. Bước đầu tiên thì chúng ta nên tính bước sóng ra, được chưa? Bước sóng nhé, bạn chú ý này, chúng ta cùng nhau gỡ nhé. Y là bước sóng, đúng chưa? Được tính bằng lambda d chia A. Các bạn đổi đơn vị ra nhé. Lambda là 0,6, các bạn đổi ra là 10 ngũ trừ 6 mét. D của chúng ta là mét rồi thì không phải đổi nhé, là 1,2. Sau đó bạn chia cho A, các bạn chia cho A. A của chúng ta là 2 mm, thì bạn đổi ra mét bằng cách nhân 10 ngũ trừ 3. Đúng chưa? Nhân 10 ngũ trừ 3. Và đến đây các bạn cầm máy tính ra, các bạn bấm nó ra bao nhiêu nhỉ các bạn ơi? Nào, các bạn cầm máy tính ra, bấm đi nó ra bao nhiêu đây? Bạn bấm nó sẽ ra là 3,6 nhân 10 ngũ trừ 4 mét đúng không? 3,6 nhân 10 ngũ trừ 4 mét. Nhưng ở đây các bạn lưu ý là đối với bài tập về giao thoa sóng ánh sáng và đặc biệt về khoảng vân không bao giờ đề bài. Bạn nhớ là khi bạn tính ra đơn vị là mét thì đề bài thường sẽ cho các dữ kiện khác sẽ theo đơn vị là mm. Vậy sau khi tính ra đơn vị là mét, chúng ta nên đổi ra luôn mm, nên đổi về mm bằng cách chúng ta nhân với cả 10 mũ 3. Vậy bạn lấy 3,6 nhân 10 mũ trừ 4, bạn nhân với cả 10 mũ 3 thì bạn sẽ tìm ra được cái khoảng vân của chúng ta là 0,36 mm. Các bạn nhớ nhá, chúng ta phải tính, nhớ là cái này không phải, đây là phải tính nhá, phải tính luôn, được chưa? Tính toán đầu tiên chúng ta đổi ra mét, đầu tiên chúng ta cứ đổi ra mét bình thường, sau khi tính ra mét rồi chúng ta nhân thêm với 10 ngũ 3 để chúng ta đổi cái thằng khoảng vân y này ra đơn vị là mm, là mm. Vậy ở ví dụ 1 thì khoảng vân của chúng ta sẽ là 0,36 mm. Nhớ nhá, đừng để mét để tính nhá, đổi ra mm luôn, được chưa? Sau đó bây giờ bạn hiểu vấn đề này. Đề bài yêu cầu ta là tìm khoảng cách giữa hai vân sáng là vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 3. Những hai vân sáng này nằm cùng một phía so với vân trung tâm, nghĩa là sao? Các bạn chưa quen thì các bạn vẽ cái trục này ra. Đây chính là cái trục tọa độ OX này, được chưa? Và đây là vân trung tâm này, các bạn chú ý nhá, đây là vân trung tâm. Vân trung tâm thì nó trùng với góc tọa độ ấy, được chưa? Đó, đây là O. Đây là x. Thì các bạn lưu ý là nằm cùng về một phía, tức nằm cùng về miền dương hoặc cùng về miền âm, đúng không? Vậy chúng ta cho nó cùng về miền dương. Vậy bạn chú ý này, đây là x sáng, bạn chú ý nhá, đây nó chính là x sáng bậc 2 và trên phía trên này nó sẽ là x sáng bậc 5, x sáng 5. Vậy khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và khoảng cách giữa vân sáng bậc 5 nó bằng bao nhiêu nhỉ? Đây là chính cái đoạn này. Nào, nó chính cái đoạn này. Vậy đoạn này các bạn tính như thế nào? Các bạn ơi, nào cái đoạn này các bạn tính nào, có tính được nhanh không? Bằng đoạn từ đây đến đây là x sáng 5 trừ đi đoạn từ đây đến đây là x sáng 2, là x sáng 2, đúng chưa? Rất là cơ bản luôn. Đấy, các bạn chú ý vào. Và đây chúng ta suy ra khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 là delta x thì được tính bằng x sáng 5, x sáng 5. Các bạn trừ đi x sáng 2, x sáng 2. Vân sáng bậc 5, vân sáng bậc 5 ứng với k bằng 5. Các bạn chú ý nhá, vân sáng bậc 5 ứng với k bằng 5. Vậy x sáng 5 sẽ là bằng 5y, 5y. Vân sáng bậc 2 ứng với k bằng 2. Vậy x sáng 2 thì được tính bằng 2y. 5y trừ đi 2y là 3y. Y của chúng ta là 0,36, lấy 0,36 nhân với cả 3 thì ra là 1,08, đơn vị là mm. Làm ơn lưu ý nó rất là đơn giản thôi, tính cho nó chuẩn vào, được chưa? Đáp án thường sẽ để đơn vị mm, còn nhớ nhá. Vậy câu A của chúng ta khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 nằm cùng một phía của vân trung tâm thì là bằng 1,08 mm, 1,08 mm. Những câu như này mà các bạn đi thi mất điểm thì thôi đáng buồn luôn, đáng tiếc luôn. Các bạn chú ý vào, được chưa? Thì đó chính là cái ví dụ một của chúng ta. Đó, các bạn chú ý vào. Nào, tiếp tục chúng ta chuyển sang câu B luôn nhá. Chúng ta chuyển sang câu B luôn này. Chúng ta chuyển sang câu B. Bây giờ những câu này chúng ta phải làm thật nhanh lên nhá, vì chúng ta đã tính được khoảng vân y rồi. Nào, câu B.
Câu B là đề bài yêu cầu chúng ta tính vân sáng bậc 1, vân sáng bậc 1 và vân sáng bậc 4 và vân sáng bậc 4. Sáng bậc 1 và sáng bậc 4 nhưng nằm khác phía. Nhớ đọc đề bài thật kỹ nhá, xem đề bài cho là nằm cùng một phía hay đề bài cho nằm khác phía. Nằm khác phía tức là một thằng sẽ nằm ở phía trên, tức là nằm ở miền dương, và một thằng sẽ nằm ở phía dưới, tức là nằm ở miền âm. Các bạn chú ý nhé. Đó, lưu ý vào. So với vân trung tâm, nằm khác phía so với vân trung tâm. Cũng không quá khó đâu, nhưng cách tính sẽ khác câu A một tí xíu. Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân sáng bậc 4 nằm khác phía so với vân trung tâm. Nào, câu này chúng ta làm chỉ là gần 1 phút thôi nhé. Xử lý thật chuẩn vào. Nào, câu B này thì kết quả của chúng ta là bao nhiêu nhỉ các bạn ơi? Chúng ta lại cùng nhau gỡ luôn câu B nhá. Đấy, các bạn chưa hình dung ra thì cứ vẽ một cái trục ra, được chưa? Chúng ta mới học thì chúng ta cứ vẽ một cái trục ra, không mất nhiều thời gian đâu. Các em phải chú ý điều này vào. Bạn nhớ nhá, đây, cái vân trung tâm của chúng ta ở đây. Được chưa? Nào, vân sáng bậc 1, vân sáng bậc 1 và vân sáng bậc 4 và vân sáng bậc 4, nhưng mà ở đây là nằm về hai phía đúng không? Bạn chú ý này, đây đây sẽ là sáng bậc 1, được chưa? Tức là một thằng sẽ nằm ở miền dương x sáng 1 và một thằng sẽ nằm ở miền âm là x tối 4, x tối 4 à, x sáng 4 nhá, x sáng 4, x sáng 4, được chưa bạn? Và nó ra bạn nhìn này, cái khoảng cách giữa hai vân sáng này là đoạn từ đây đến đây, là đoạn từ đây đến đây. Đúng chưa? Vậy đoạn này chúng ta tính như thế nào các bạn ơi? Đoạn này của chúng ta sẽ được tính bằng đoạn phía trên là x sáng 1. Đúng chưa? Bạn cộng với đoạn phía dưới là trị tuyệt đối của x sáng 4, x sáng 4. Vì sao phải cộng với trị đối? Vì ở đây chúng ta đang cái thằng x sáng 4 này đang ở miền âm thì cái x của nó sẽ âm. Nhưng ở đây chúng ta xét khoảng cách là chúng ta sẽ cộng với cả trị tuyệt đối. Được chưa? Trị đối của x sáng 4. Đó, hay ra hiểu đơn giản là xét liền ca dương. Đó, vậy đoạn từ đây đến đây chính là khoảng cách hai vân. Các bạn lưu ý vào nhá, được chưa? Đấy, rất là dài luôn. Đó, chú ý vào. Vậy chúng ta lại có ngay thằng delta x này, chúng ta có ngay thằng delta x. Delta x. Các bạn lưu ý những cái này các bạn hiểu vấn đề rồi bạn làm cực kỳ nhanh luôn. Delta x này thì sẽ được tính bằng x sáng 1, các bạn cộng luôn x sáng 2 à, x sáng 4. Và lưu ý nhá, x sáng 4 chúng ta là đang nhớ là phải tính theo ca dương nhá, được chưa? Nhưng bản chất ở phần bài toán này hiểu vấn đề là nó đang ở miền âm, được chưa? Nhưng ở đây là khoảng cách chúng ta lấy độ lớn lên luôn, được chưa? Vậy x sáng 1 của chúng ta, x sáng 1 chúng ta ứng với k bằng 1, tức là ta có là 1y. X sáng 4 thì ứng với k bằng 4, chúng ta lấy luôn ca dương nhá, vì đằng nào chúng ta phải trị tuyệt đối lên, được chưa? Chúng ta lấy k bằng trừ 4, chúng ta trị đối lên thì khác gì chúng ta lấy luôn cả 4 đi, đúng không? Vậy x sáng 4 ở đây lấy luôn k bằng 4, được chưa? Vậy là cộng với 4y, cộng với cả 4y. Và ta có ngay bằng 5y. Y của chúng ta thì vẫn là bằng 0,36 và chúng ta tìm ra được là 1,8 mm. 1,8 mm.
Đó là câu B. Các em chú ý nhá, khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân sáng bậc 4 nằm khác phía tức là nằm về hai phía so với vân trung tâm sẽ là 1,8 mm. Được chưa? Nào, tiếp tục là câu C. Câu C này cẩn thận không bị bẫy nhá. Vì đã liên quan tới vân tối thì các bạn phải tinh ý một tí xíu, đừng có vội vàng làm nhanh nhá, vì vân tối cực kỳ hay sai. Khoảng cách đề bài ở câu C là yêu cầu tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 1, vân sáng bậc 1 và vân tối thứ ba nằm cùng một phía. Bạn chú ý nhé, hai vân này nằm cùng một phía, nằm cùng một phía. Nằm cùng một phía so với vân trung tâm, khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối thứ ba nằm cùng một phía so với vân sáng trung tâm. Nào, xử lý thật chuẩn nhá và thật nhanh vào. Nào, câu C này thì kết quả chúng ta ra bao nhiêu đây? Câu C là rất nhiều bạn bị sai nhá. Vân sáng bậc 1 và vân tối thứ ba nằm cùng về một phía so với vân trung tâm. Nào, ra xử lý câu này như nào? Chưa quen thì cứ vẽ cái trục này ra. Được chưa? Nằm cùng với một phía chúng ta sẽ lấy nằm cùng về phía trên luôn. Đó, nằm cùng về miền Dương luôn. Các bạn chú ý nhá. Thì đây ạ, chú ý đây nó là x sáng 1 này, x sáng 1. Được chưa? Tối thứ ba thì nằm cao hơn, nằm phía bên trên đúng không? Vì nhớ này, vân tối thứ ba nằm ở đây. Còn chú ý này, đây là tối thứ ba. X tối 3. Được chưa? Thì rõ ràng khoảng cách giữa hai thằng này bây giờ tính như thế nào các bạn ơi? Tính nào đây? Nào, đoạn từ đây đến đây đúng không? Thì chúng ta sẽ tính nào nhỉ? Đây đoạn này. Rất đơn giản thôi, thì bằng đoạn từ đây đến đây là x tối 3 chứ ý đoạn từ đây đến đây là x sáng 1 đúng không? Là x sáng 1. Đấy. Ta có ngay nhưng cẩn thận bẫy nhá, cẩn thận bẫy này. Cẩn thận không bị bẫy nhá, các bạn chú ý này. Bây giờ chúng ta suy ra delta x ở đây sẽ bằng x tối 3 các bạn trừ đi x sáng 1. Nào, x tối 3, vân tối thứ ba thì càng mấy bật mạnh mẽ lên các bạn ơi. Các bạn làm cẩn thận không bị sai chỗ này nào các bạn ơi. Các bạn ơi, bật mạnh mẽ lên. Vân tối thứ ba. Cẩn thận không bị sai nhá. Vân tối thứ ba thì ứng với k tối bằng mấy nào? Bật mạnh mẽ lên. Đừng bao giờ để bẫy những câu như này, không là sẽ mất điểm ngay lập tức đấy. Vân tối thứ ba mà lấy k bằng 3 hay lấy k bằng 4 là úi rồi ôi sai luôn, thì lại luôn. K tối bằng mấy nào? Vân tối thứ ba thì nhớ k tối phải bằng mấy nào? Phải bằng 2. Các bạn chú ý nhá, vân tối thứ ba thì k tối phải bằng 2. Chứ ai lấy k tối bằng 3 là sai bét đấy nhá, là sai bét đấy. Đừng bao giờ bị sai câu sơ đẳng như này. Được chưa? Vậy ta sẽ có là bằng 2 cộng 1 phần 2. Các bạn nhân với cả y trừ đi x sáng 1 thì là 1y. Vậy cái này thì còn bao nhiêu nhỉ? 2 cộng 1 phần 2 là 2,5. Vậy các bạn sẽ còn lại là 1,5y. 1,5y. Mà y của chúng ta là 0,36. Vậy chúng ta sẽ có ngay thằng này sẽ là 0,54 đúng không? 0,54. 54 mm.
Đó, các bạn lưu ý vào. Cái nguy hiểm nhất ở đây chính là các bạn lấy nhầm cái thằng K, các bạn chú ý vào. Được chưa? Đó là câu C nhá. Các bạn lưu ý là phân tối thứ ba thì K tối nó bạn phải lấy bằng 2. Nhớ phân tối thứ ba thì K tối phải lấy bằng 2 chứ đừng có lấy bằng 3 là sai nhá. Được chưa? Thì đó là câu C. Nào, tiếp tục câu D này. Tiếp tục câu D. Nào, tiếp tục câu D. Câu D của chúng ta là đề bài yêu cầu tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3, vân sáng bậc 3 và vân tối thứ ba và vân tối thứ ba, vân tối thứ ba. Thôi chúng ta thay vân tối đi, vừa vân tối thứ ba rồi, lấy hẳn vân tối thứ sáu đi cho nó rực rỡ. Vân tối thứ sáu. Bạn chú ý nhá. Đề bài yêu cầu ta là khoảng cách giữa vân sáng bậc 2, vân sáng bậc 3 và vân tối thứ sáu. Nhớ là vân tối thứ sáu. Vân tối thứ sáu. Được chưa bạn? Nằm khác phía. Nằm khác phía tức là nằm về hai phía, được chưa? Nằm về hai phía. Nằm khác phía. Đó, so với vân trung tâm. So với vân trung tâm. Vân sáng bậc 6, khoảng cách giữa vân sáng bậc 3, vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 6 nằm khác phía, tức là nằm hai phía so với vân trung tâm. Đấy, các em chú ý vào. Nào, cái câu D này của chúng ta thì kết quả các bạn ra bao nhiêu đây các bạn ơi? Nào, chúng ta cùng nhau chữa luôn câu D nhá. Đó. Nào, vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 6 và vân tối thứ 6, chưa các bạn? Vân tối thứ 6. Các bạn chú ý vào nhá. Được chưa? Vân trung tâm đây. Nào, sáng bậc 3 nằm ở vị trí này. Đây là sáng 3 này. X sáng 3. Thằng X sáng 3 lấy ở miền dương thì bây giờ thằng X tối 6, X tối thứ 6 thì phải lấy ở phía dưới đúng không? 12 thằng này nằm khác phía mà. Đây, X tối đây. X tối đây. X tối 6, được chưa? X tối 6. Và khoảng cách giữa hai cái vân này là đoạn từ đây đến đây, là đoạn từ đây đến đây. Được chưa? Và cái đoạn này tính nào đây? Đoạn này được tính bằng đoạn từ đây đến đây là x sáng 3 cộng với cả đoạn từ đây đến đây phải lấy là độ lớn của x tối 6. Được chưa? Vì nếu mà xét nguyên bản thì x tối 6 đang có cái tọa độ là âm, đúng không? Nhưng mà chúng ta tính khoảng cách thì ta phải cộng vào. Hay thay vì đó, thay vì dùng trị đồ chúng ta lấy luôn k nó dương là xong thôi, đúng không? Vậy chúng ta có ngay được khoảng cách giữa hai vân này. Rất nhanh luôn, các bạn chú ý nhá. Đó, là suy ra, chúng ta suy ra này. Delta x ở đây sẽ bằng x sáng 3 các bạn cộng với cả x tối 6, x tối 6. Các bạn cộng với cả x tối 6, được chưa? X sáng 3 thì k của chúng ta nó bằng 3. Thì vậy cái này là 3y. Nhưng lưu ý x
tối 6, x tối 6 thì k bằng mấy nhỉ? Vân tối thứ 6 thì bạn phải lấy k bằng 5. Nhớ nhá, bạn mà lấy k bằng 6 là bạn toi ngay lập tức đấy, được chưa? Vậy ở đây sẽ là bao nhiêu đây? Ở đây sẽ là 8,5y, 8,5y. Được chưa? Y thì là 0,36. Và ta tìm ra là 3,06 nhé, 3,06 mm. Đó, vậy khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 6 nằm ở hai phía so với vân trung tâm thì sẽ là 3,06 mm. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm sau khi chúng ta làm xong cái ví dụ 1 và đi thi, chúng ta không cần phải vẽ cái trục kia đâu. Vẽ trục kia là mất nhiều thời gian lắm. Đây là ví dụ mở đầu nên chúng ta học thật kỹ vào, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm sau đây. Kinh nghiệm. Chúng ta sẽ có một kinh nghiệm như sau đây, được chưa? Nào, gạch đầu dòng đầu tiên là hai vân nằm cùng một phía so với vân trung tâm. Các bạn chú ý nhá. Kinh nghiệm đầu tiên là hai vân được chưa bạn, nằm cùng một phía. Hai vân nằm cùng một phía so với vân trung tâm. Các bạn chú ý cái chú ý này nhá, đấy, kinh nghiệm bài này, được chưa? Hai vân nằm cùng một phía so với vân trung tâm. So với vân trung tâm. Được chưa bạn? Thì cái khoảng cách giữa hai vân đó là delta x này, được tính bằng gì đây? Được tính bằng gì nhỉ? Nào, ví dụ cái vân thứ nhất thì có cái tọa độ x1, vân thứ hai có tọa độ x2, thì khoảng cách giữa hai vân nằm cùng một phía thì chúng ta phải trừ đi, đúng không? Vậy làm tổng quát hóa lên thì delta x ở đây sẽ bằng trị tuyệt đối của x1 các bạn trừ đi x2. Các bạn chú ý nhá, đây chính là khoảng cách giữa hai vân khi chúng ta xét nằm cùng về một phía so với vân trung tâm. Được chưa các bạn chú ý vào. Nào, tiếp theo kinh nghiệm thứ hai. Nào, gạch tiếp theo là hai vân nằm khác phía. Các bạn chú ý nhá, hai vân nằm khác phía, hay đề bài có thể nói là nằm về hai phía, được chưa bạn? Nằm khác phía so với vân trung tâm, được chưa? So với vân trung tâm. Thì bây giờ cái khoảng cách giữa hai vân đó tính như nào con ơi? Nào, khoảng cách giữa hai vân đó đó đây tính cái gì nhỉ? Là delta x này, bây ta lấy hai này cộng lại với nhau luôn, đúng không? Cộng lại với nhau luôn. Đó, nhưng lưu ý nhá, cộng lại đây chúng ta xét tất cả theo miền dương hết, được chưa? X1 các bạn cộng x2. Và toàn bộ ở đây đều xét theo cả miền dương, các bạn chú ý vào nhá. Bạn nhớ là ở đây chúng ta đều xét tất cả theo cả miền dương hết, cả ở miền dương. Các bạn chú ý câu này vào, được chưa? Đó, delta x nếu mà hai thằng này nằm khác phía thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ lấy hai thằng cộng lại với nhau. Đó, các bạn chú ý vào thì đó là cái phần kinh nghiệm của chúng ta. Khác phía hay người ta gọi là nằm về hai phía nhá. Nào, chúng ta chuyển tiếp sang ví dụ thứ hai này. Nào, chúng ta chuyển tiếp sang ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai nhá. Chúng ta cùng ghi đề bài này. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Với hai khe Y-âng, người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc. Tiếp tục, khoảng cách giữa hai khe các bạn nên tóm tắt vào nhá. Khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, 1,5 mm, được chưa? Khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 3 m, tức đề bài cho chúng ta rằng D to là 3 m, được chưa bạn? Chấm này, biết khoảng cách biết khoảng cách
Biết khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp. Các bạn chú ý nhé. Biết khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 9 mm. Biết khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 9 mm. Và đề bài cho chúng ta là tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng là 3 nhân 10 ngũ 8 mét trên giây. Đề bài cho chúng ta là tốc độ ánh sáng là 3 nhân 10 ngũ 8 mét trên giây. Và ở câu A, đề bài yêu cầu chúng ta tính tần số của bức xạ đơn sắc. Tính tần số là tính F nha. Tính tần số của bức xạ đơn sắc là yêu cầu chúng ta tính thằng F. Tính F. Đó, nào, bắt đầu suy nghĩ này. Nào, các bạn đã tính ra cái tần số của bức xạ đơn sắc này là bao nhiêu chưa các bạn ơi? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ luôn cái câu A nhé. Các bạn chú ý này. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái câu hỏi đã tính tần số của ánh sáng đơn sắc đúng không? Vậy chúng ta sẽ liên quan tới một đại lượng đó chính là bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó. Bạn chú ý này. Chúng ta sẽ có một cái điều như sau này. Đây, ta có đúng không? Ta có. Các bạn chú ý nhé. Lambda thì được tính bằng gì đây? Bước sóng thì được tính bằng gì? Các bạn nhớ không nào? Lambda thì bằng V chia cho F. Và ở đây chúng ta hiểu đơn giản là cái thí nghiệm giao thoa này đã được thực hiện ở ngoài không khí. Và cái tốc độ chuyển ánh sáng này ở ngoài không khí thì nó bằng 3 nhân 10 ngũ 8 mét trên giây. Vậy cái thằng V của chúng ta ở đây chính là bằng cái gì đây? V của chúng ta ở đây chính là bằng C chia cho F. Đấy. Được chưa? Nhớ nhá, V của chúng ta thì bằng C chia cho F. Vận tốc của chúng ta ở đây nhá thì nó bằng vận tốc ánh sáng, được chưa? Thì nó bằng C. Đó, vậy bước sóng của chúng ta thì bằng C chia cho F. Vậy bây giờ để có thể đi tìm được tần số thì bắt buộc chúng ta phải có được bước sóng, đúng không? Vậy chúng ta sẽ khai triển như sau này. Đề bài cho chúng ta khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp thì các bạn chú ý công thức tổng quát là khoảng cách giữa n vân sáng liên tiếp thì là n trừ 1 nhân y. Nhân y. Và ở bài toán này đề bài cho chúng ta 7 vân sáng liên tiếp tức là n bằng 7 đúng không? Vậy ta có là 9 mm này thì bằng 7 trừ 1 các bạn nhân với cả y và đến đây các bạn tìm ra được cái khoảng vân của chúng ta là bao nhiêu? Là 1,5 mm. Là 1,5 mm. Được chưa? Đây là khoảng vân của chúng ta là 1,5 mm. Khi có khoảng vân rồi các bạn làm thế nào để các bạn ra được bước sóng nhỉ? Đến đây các bạn phải nhớ cái công thức tính khoảng vân y bằng lambda d chia a, y bằng lambda d chia a. Đó. Thì đây các bạn đổi hết ra đơn vị là mét đi, được chưa? Thì đây các bạn suy ra này. Nào, y của chúng ta là bao nhiêu? Các bạn có thể bạn bấm liền luôn được không sao cả, đúng không? Nào, y chúng ta là 1,5.
các bạn nhân với cả 10 mũ trừ 3 để đổi ra mm bằng lambda các bạn nhân với cả d, hoặc các bạn có thể thay luôn lambda bằng c chia f luôn cho nó nhanh, được chưa? Lambda thì bằng c chia f, bạn thay vào này 3 nhân 10 mũ 8 các bạn chia cho f này, các bạn chia f thì đây là lambda này, rồi nhân với cả d của chúng ta thì là 3 mét, chia cho a, a của chúng ta bạn nhớ đổi nhé, a là 1,5 bạn đổi ra mét luôn, được chưa? Là 1,5 các bạn nhân 10 mũ trừ 3, vì chúng ta tính tần số thì đơn vị nó phải là Hz, các em phải chú ý vào, được chưa? Thì đây các bạn có tìm ra được, các bạn có tìm ra được tần số không? Một ẩn duy nhất thôi đúng không? Họ bấm đi, bấm chuẩn vào. Thì đây các bạn tìm ra tần số là bao nhiêu đây? Bấm chuẩn nhá. Tần số của bức xạ đơn sắc đó là bao nhiêu? Cầm máy tính lên, xí thật chuẩn vào, đừng có làm sai nhá. Tần số của chúng ta được tính bằng 4 ra, nếu chuẩn là 4 nhân 10 mũ 14 Hz. Đây chính là tần số của bức xạ đơn sắc. Đó, các em chú ý vào nhá. 4 nhân 10 mũ 14 Hz. Các bạn chú ý vào, 4 nhân 10 mũ 14 Hz. Đó, các bạn chú ý vào nhá. Thì đó là kết quả của câu A. Bạn nhớ nhá, khoảng cách giữa n vân sáng liên tiếp, khoảng cách giữa n vân sáng liên tiếp thì là bằng n trừ 1 nhân y, và đây là 7 vân sáng liên tiếp thì ta thay n bằng 7 vào, các em phải chú ý vào, được chưa? Nào, chúng ta chuyển tiếp sang câu B này. Chúng ta chuyển tiếp sang câu B. Câu B thì đề bài yêu cầu chúng ta là xác định tọa độ, các bạn chú ý nhá, xác định tọa độ, xác định tọa độ, được chưa? Xác định tọa độ vân sáng bậc 6, xác định tọa độ vân sáng bậc 6 và vân tối thứ 6. Câu này có cái bẫy nhá, câu này đi thi đề thi rất hay bẫy này. Xác định tọa độ, xác định tọa độ vân sáng bậc 6 và vân tối thứ 6. Đó, ví dụ hai thì bạn yêu cầu là xác định tọa độ của vân sáng bậc 6 và của thằng vân tối thứ 6. Nào, bắt đầu suy nghĩ. Không quá khó đâu nhá. Nào, ở câu B thì các bạn ra kết quả là bao nhiêu nào các bạn ơi? Không quá khó nhá. Vì chúng ta đã có cái bước sóng rồi, à chúng ta đã có cái khoảng vân là 1,5 mm ở câu A rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta chữa luôn câu B này. Xác định tọa độ của vân sáng bậc 6, nhưng cái bẫy là gì các bạn nghe giảng này kỹ này. Đây. Chúng ta sẽ xét là vân sáng bậc 6, vân sáng bậc 6. Được chưa? Tức là x sáng 6. X sáng 6 thì chúng ta thay là bằng k nhân y, và trong trường này chúng ta có ngay là bằng 6 nhân y. Để cho y của chúng ta có rồi là 1,5, 1,5. Và các bạn tìm ra cái này sẽ là 9 mm, sẽ là 9 mm. Nhưng ở đây nếu đề bài chỉ có duy nhất một đáp án là 9 mm thì bạn khoanh vào thì đúng. Nhưng nếu đề bài có hai đáp án, một là đáp án 9 mm, đáp án A là 9 mm, đáp án B của chúng ta là cộng trừ 9 mm, mà các bạn khoanh đáp án 9 mm là bị sai ngay. Vì sao?
vì tọa độ đề bài chưa nói nó thuộc miền dương hay miền âm nên phải làm tổng quát lên, phải nếu ở đây phải chọn đáp án phải là cộng trừ 9, vì có thể là đề bài đã nói về miền dương cũng có thể là miền âm, đúng chưa? Vậy khi nhắc đến tọa độ là có thể dương có thể âm, các bạn phải chú ý này vào, được chưa? Vậy đến đây bạn nhớ là tọa độ thì chúng ta phải hiểu là x của chúng ta phải lấy là cộng trừ 9 mm. Các bạn phải chú ý nhá, vì đang nói về tọa độ mà, chứ đề bài không nói là nó ở miền dương hay miền âm, nên nó sẽ có hai tình huống, được chưa? Là cộng trừ 9. Tiếp tục là chúng ta xét cái vân tối thứ sáu. Vân tối thứ sáu thì x tối 6 của chúng ta thì sẽ là k cộng 1 phần 2 nhân y. Vân tối thứ sáu thì k bằng 5. Các bạn nhớ nhá, vân tối thứ sáu thì k bằng 5. Vậy 5 cộng 1 phần 2, y của chúng ta là 1,5. Và đến đây các bạn tìm ra được cái thằng x tối 6 là 8,25 mm. Nhưng ở đây nếu đề bài có đáp án là cộng trừ 8,25 thì bạn phải khoanh vào đó, nhớ nhá. Bạn hiểu không? Vì tọa độ chúng ta phải nhớ là nó có thể dương thì âm mà, đúng không? Vậy suy ra tọa độ. Tọa độ thì các bạn phải nhớ là x của chúng ta sẽ là cộng trừ 8,25 mm. Bạn chú ý nhá. Được chưa? Thì đó là câu B của chúng ta. Đó có một cái bẫy nho nhỏ các bạn đừng có dính vào nhá. Nhớ là kỹ vào. Nào, chúng ta cùng nhau chuyển tiếp sang câu C này. Chúng ta chuyển tiếp câu C này. Đó, câu B ok nhỉ? Đó, câu A, câu B này. Nó rất là nhanh thôi đúng không? Thấy không? Đấy, các chương về sau còn như học, học rất là nhẹ nhàng, không khó quá. Nào, chúng ta chuyển sang câu C. Câu C là đề bài yêu cầu tính khoảng cách. Đề bài yêu cầu tính khoảng cách từ vân sáng bậc 2. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 tới vân tối thứ 5. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 5 nằm cùng một phía, nhớ nhá, một phía này, nằm cùng một phía. Nào, xử lý nhanh lên. Câu này bây giờ chỉ khoảng tầm 30 giây, được chưa? Kể cả đến 10 giây bấm máy tính cũng tăng nhanh. Tính khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 5 nằm cùng một phía. Đừng có vẽ hình nhá, thời điểm này đừng vẽ hình nữa, phải nhớ cái kinh nghiệm ở ví dụ 1 rồi, được chưa? Tính khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 5 nằm cùng một phía so với vân trung tâm. Nào, có kết quả được không nhỉ các bạn ơi? Nào, có luôn kết quả được không nhỉ? Rất là nhanh luôn đúng không? Đó, xử lý luôn nhá, vì cái này chẳng có gì khó quá cả mà ngồi đợi chờ nhau đúng không? Đã có. Nào, delta x nằm cùng một phía đúng không? Cho cái trị đối vào. X sáng 2 trừ đi x tối 5, trừ đi x tối 5. Cho cái trị đối vào. Được chưa? Nào, x sáng 2 thì nó sẽ là 2y, là 2y. Được chưa? Tối thứ năm thì làm ơn lưu ý tối thứ năm thì lấy k bằng mấy nhỉ? K bằng 5 hay k bằng 4 nhỉ? Tối thứ năm thì k bằng 4 nhá. 4 cộng 1 phần 2. Các bạn nhân y. Đó, các bạn thay y vào đúng không? Các bạn thay y bằng 0,3, bạn thay y bằng 1,5 mm vào, bạn tìm ra cái này sẽ là 3,75. 3,75 mm. Nó rất đơn giản luôn đúng không? 3,75 mm. Đó, 3,75 mm, đó là câu C. Chơi gì? Nào, tiếp tục này, câu D. Câu D thì cách hỏi của đề bài nó hơi lạ lạ một tí thôi, nhưng cái để suy luận ra thì nó không khó nhá. Ở câu D là đề bài yêu cầu xác định khoảng cách. Ở câu D thì đề bài yêu cầu xác định khoảng cách lớn nhất. Xác định khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất. Xác định khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa vân sáng bậc 3
giữa vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 9? Bạn chú ý nhé, ở câu D thì cách hỏi hơi lạ một tí, nhưng cái suy luận thì không có điểm gì quá khó cả. Xác định khoảng cách lớn nhất và khoảng cách nhỏ nhất giữa hai cái vân giao thoa. Đó, bạn phải suy luận ra một cái tình huống nhỏ nhất và lớn nhất nó ứng với trường hợp là nằm cùng một phía hay nằm về hai phía. Các chú ý nhá. À, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ câu D. Suy nghĩ một tí xíu nhá. Nào, cái câu D này chúng ta đã xác định như nào các bạn ơi? Nào, ở câu D các bạn xác định như nào đây? Các bạn chú ý một tí xíu nhá. Rõ ràng là để cho cái khoảng cách lớn nhất thì chắc chắn là làm sao? Là nó sẽ xảy ra cái dấu cộng, mà muốn nó xảy ra cái dấu cộng tức là hai cái vân giao thoa này phải nằm về mấy phía nhỉ? Phải nằm về hai phía, đúng chưa? Còn nhỏ nhất thì sẽ phải xảy ra dấu trừ. Và xảy ra dấu trừ tức là hai cái vân giao thoa này nằm cùng một phía, được chưa các bạn? Thì các bạn chú ý là cách suy luận ra kết quả, cái ý hỏi đề bài cũng không quá khó, được chưa? Vậy là có này, dấu xa đầu tiên là khoảng cách lớn nhất, khi và chỉ khi hai vân giao thoa, khi và chỉ khi hai vân giao thoa nằm về hai phía. Các bạn nhớ nhá, hai vân giao thoa này nằm về hai phía của vân trung tâm, các bạn chú ý nhá, của vân trung tâm đó. Và bây giờ chúng ta lại có ngay cái thằng delta x max này, các bạn chú ý nhá, delta x max. Thì bây giờ các bạn sẽ lấy luôn là x sáng 3 các bạn cộng với cả x tối thứ 9, đúng chưa? X sáng 3 thì bằng 3y. X tối thứ 9 thì các bạn phải lấy K tối bằng 8 ấy nhá. Bằng 8 cộng 1 phần 2. 8 cộng 1 phần 2 các bạn nhân y. Sau đó các bạn thay y bằng 1,5 mm vào. Và bạn tìm ra được cái khoảng cách lớn nhất trong trường hợp này sẽ là 17,25 mm. 17,25 mm. Được chưa? Còn khoảng cách nhỏ nhất khi hai cái vân giao thoa của chúng ta nó phải nằm về một phía so với vân trung tâm. Các bạn chú ý nhé. Dấu sao tiếp theo là khoảng cách nhỏ nhất khi và chỉ khi hai cái vân giao thoa sẽ nằm về, nhớ nhé, nằm về một phía của vân trung tâm. Và đây các bạn có ngay delta x min sẽ được bằng trị tuyệt đối của x sáng 3 trừ đi x tối 9. Được chưa? Và bạn lấy ngay là 3y. Các bạn trừ đi 8 cộng 1 phần 2y. Các bạn lấy trị tuyệt đối lên
và bạn thay y bằng 1,5 thì bạn có ra được cái khoảng cách min này là 8,25 mm, được chưa? 8,25 mm, 8,25 mm. Đó, các bạn chú ý vào. Thì đó là câu D của chúng ta. Nhớ nhá, đó là cái câu D của chúng ta. Không quá khó đúng không? Không hề khó một tí nào cả. Nào, chúng ta chuyển tiếp sang ví dụ 3 này. Chúng ta chuyển tiếp sang ví dụ 3. Nào, các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 3 nhá. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 3 này. Ví dụ 3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Đấy, bạn học thấy chưa, là bạn thấy phần giao thoa này cũng rất là đơn giản đúng không? Nó không khó như giao thoa sóng cơ đâu, đúng chưa? Người ta chiếu hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,6 micromet. Có bước sóng là 0,6 micromet. Khoảng cách giữa hai khe, khoảng cách giữa hai khe nhớ nhá, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm. Khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm. Tiếp tục, khoảng cách từ hai khe tới màn, khoảng cách từ hai khe tới màn là chữ D to thì bài cho là 2 mét, là 2 mét. Được chưa bạn? Xét hai điểm, xét hai điểm là điểm M và điểm N. Bạn nhớ nhá, chúng ta có hai điểm là điểm M và điểm N trên màn có tọa độ lần lượt là 6 mm, 6 mm, tức là XM đề bài cho chúng ta là 6 mm và XN thì đề bài cho là 15,5 mm. Và đề bài yêu cầu là xác định M và N là vân loại nào, tức là vân tối hay là vân sáng, và phải chỉ rõ. Nếu tối thì phải chỉ rõ là tối thứ bao nhiêu, còn nếu sáng thì phải chỉ rõ là sáng bậc bao nhiêu. Đó, các bạn chú ý cái đề bài của ví dụ 3 nhé. Các bạn tóm tắt vào thôi đúng không? Đừng có chép đề bài vào. Nó rất là dài ra. Lambda là 0,6 micro này. A nhỏ thì là 1,2 mm này. D to thì là 2 mét này. Tọa độ của điểm M ta kiểu là XM thì đề bài cho là 6 mm. Còn tọa độ điểm N kiểu XN thì là 15,5 mm. Đó. Và xác định tại M và N là vân loại nào chỉ rõ. Nào, bắt đầu suy nghĩ đi, cũng không quá khó đâu nhá. Nào, các bạn ơi, các bạn giải quyết cái ví dụ 3 như thế nào nhỉ các bạn ơi?
Ở cái ví dụ 3 này thì đầu tiên các bạn vẫn phải đi tìm cái thằng khoảng vân y đi, đúng không các bạn ơi? Đúng không? Các bạn tìm y đi nhá. Nào, dấu sao đầu tiên chúng ta tìm y. Y bằng lambda d chia a, đúng không? Y thì bằng lambda d chia a, nhớ thay số vào, đổi hết đơn vị đã, đúng không? Bạn chú ý này. 0,6. Lambda là 0,6 nhân 10 cũng trừ 3. À nhân 10 cũng trừ 6 đổi ra mét nhá. D thì là 2. Các bạn chia cho thằng gì đây? Các bạn chia cho cái thằng A là 1,2 nhân 10 mũ trừ 3. Đó. Thì các bạn đổi ra được cái thằng Y này của chúng ta theo đơn vị là mét đã nhá. Theo đơn vị là mét thì các bạn đổi ra nó sẽ là 10 mũ trừ 3. 10 mũ trừ 3 mét. Sau đó chúng ta đổi sang mm luôn bằng cách nhân thêm với cả 10 mũ 3 vào. Thì các bạn tìm ra là bằng 1 mm. 1 mm. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta có y rồi, thì bây giờ cái điểm M của chúng ta hoặc cái điểm N của chúng ta thì nó sẽ là vị trí của vân sáng hoặc là vân tối. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải giả sử, mà đã giả sử thì có thể xảy ra trường hợp giả sử đúng hoặc có thể xảy ra trường hợp giả sử sai. Vậy khi nào đúng khi nào sai chúng ta sẽ cùng nhau xét này. Nào, dấu sao động tiếp theo là giả sử tại M, M trên nhớ giả sử tại M là vân sáng. Vậy nếu tại điểm M là vân sáng thì phải thỏa mãn một điều kiện là xm bằng k nhân y. Nhưng giả sử thì có thể đúng có thể sai. Nếu đúng khi nào? Đúng khi chúng ta tính ra k nó phải nguyên, k phải nguyên. Đúng chưa? Còn sai khi chúng ta tính ra k sẽ không nguyên, rất đơn giản. Đúng chưa? Các bạn nhớ là khi chúng ta tính, nếu mà điều giả sử mà đúng tức là k ở đây bạn tính ra phải là nguyên, còn nếu bạn giả sử sai thì k bạn tính ra nó sẽ không nguyên. Hiểu đơn giản thế nhá. Được chưa? Vậy thì đây chúng ta suy ra xm của chúng ta có rồi là 6, đúng không? Thì bạn lấy 6 chia y, y là 1, bạn tìm ra ngay k của chúng ta ở đây là bằng 6. K bằng 6 thì hoàn toàn là một số nguyên. Vậy chắc chắn điều chúng ta giả sử là đúng. Vậy bây giờ tại điểm M là vân sáng bậc 6. Đúng chưa? Tính ra K sáng bằng 6. Kết luận luôn là vân sáng bậc 6. Bạn chú ý nhá. Bạn lưu ý vào. M là... Tại M là vân sáng bậc 6. Bạn nhớ này. Tại M là vân sáng bậc 6. Bậc 6. Vậy bây giờ tại điểm N mà chúng ta giả sử là vân sáng nhá thì sao? Chú ý này đây. Bạn nhát tí nhá, bạn nhìn rất nhanh này. Bây giờ nếu bạn nhớ này, bạn nghe em tí xíu nhá. Bây giờ nếu chúng ta giả sử tại điểm N, bạn chú ý này, nếu bây giờ chúng ta giả sử tại cái điểm N là vân sáng. Đúng chưa? Thì bây giờ xn là 15,5 thì sẽ bằng k nhân y, y là 1. Thì bạn lấy 15,5 bạn chia 1 thì k ở đây là 15,5, nó không phải là số nguyên. Vậy chắc chắn là điều giả sử là sai, tức là tại điểm N không thể nào là vân sáng được, thì ở đây nó sẽ phải là vân tối. Được chưa? Vậy đỡ mất nhiều thời gian, chúng ta ghi luôn là tại điểm N là vân tối. Được chưa? Đó, chú ý mà nhìn một cái biết ngay thôi, hiểu vấn đề nhá. Đây, N là vân tối, giả sử tại N là một vân tối. Vậy là vân tối thì cả xn phải thỏa mãn điều kiện là k cộng 1 phần 2 các bạn nhân y. Đúng chưa? Vậy bây giờ các bạn hãy suy ra này. Bây giờ rõ ràng chúng ta sẽ lấy bao nhiêu đây? Chúng ta lấy 15,5 chúng ta chia cho 1 là 15,5 trừ đi 1 phần 2 tức là trừ đi 0,5. Thì bạn tìm ra k của chúng ta là 15. Vậy k tối là 15 thì tại điểm N sẽ là tối thứ bao nhiêu? Các bạn lưu ý cẩn thận đến đây rồi còn kết luận sai nhá. Bây giờ chúng ta tìm ra k tối bằng 15 thì bây giờ bạn phải kết luận là tại N là vân tối thứ bao nhiêu nào? Là vân tối thứ bao nhiêu các bạn ơi? Thứ 15, 14 hay thứ bao nhiêu? Bạn nhớ là k tối bằng 15 thì phải là vân tối thứ 16. Chỉ cần kết luận nhầm thôi là coi như chúng ta tính toán nó sai đấy. Nhớ nhớ nhá, k tối bằng 15 thì phải kết luận là vân tối thứ 16. Phải kết luận là vân tối thứ 16 chứ không được kết luận là vân tối thứ 15 là sai nhá. Được chưa? Đấy, các bạn chú ý vào. Nhớ nhá, k tối tính ra là 15 thì phải kết luận là vân tối thứ 16. Được chưa? Còn đối với vân sáng thì khi tính ra k sáng bằng 6 thì kết luận luôn vì sáng không bị sai đâu. Là vân sáng bậc 6. Đấy, chú ý vào.
Nào, chúng ta cùng nhau chuyển sang ví dụ 4 này. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 4 nhá. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 4 này. Ví dụ 4. Cho 4 bức xạ, chúng ta có 4 bức xạ. Cho 4 bức xạ có bước sóng lần lượt là 720 nanomet, 540 nanomet, 432 nanomet và 360 nanomet. Các bạn chú ý nhé, cho 4 bức xạ có bước sóng lần lượt là 720 nanomet, 540 nanomet, 432 nanomet và 360 nanomet. Và bây giờ tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn có hiệu khoảng cách. Các bạn chú ý này, hiệu khoảng cách tức là đề bài đang cho chúng ta D2 trừ D1. Các em phải chú ý nhá. Hiệu khoảng cách tức là đang là D2 trừ D1. Được chưa? Đến hai khe bằng 1,08 micromet. Các bạn chú ý này, 1,08 micromet có vân loại gì? Có vân loại gì? Các bạn chú ý nhé, đề bài hỏi chúng ta là tại điểm M trong vùng giao thoa có hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,08 micromet, có vân loại gì? Có vân loại gì? Và các bạn phải chỉ rõ. Tức là sao? Tức là đối bức xạ 1 với bức sóng là 720 nanomet thì tại điểm M cho vân sáng hay vân tối? Nếu là vân sáng thì phải chỉ rõ là vân sáng bậc bao nhiêu, còn nếu là vân tối thì phải chỉ rõ là vân tối thứ bao nhiêu. Được chưa? Không có gì quá khó đâu, các bạn bắt đầu làm luôn. Nào, cái ví dụ 4 này các bạn xử lý như thế nào? Các bạn ơi, các bạn lưu ý là ở đây chúng ta phải giả sử, vì ở đây mỗi cái bức xạ sẽ có hai trường hợp, có thể là vân vân tối hoặc có thể là vân sáng, thì các bạn phải giả sử nhá. Các bạn chú ý này, ví dụ 4 của chúng ta là chúng ta phải giả sử. Bạn nhớ điều này vào. Được chưa? Và bây giờ cái điều kiện để chúng ta xác định là chúng ta phải dựa vào cái dấu hiệu hiệu khoảng cách. Nếu là vân sáng thì sẽ là k lambda, còn nếu là vân tối thì sẽ là k cộng 1 phần 2 lambda, đúng không? Vậy chúng ta sẽ xét lần lượt với từng bức xạ một. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xét từ bức xạ một này. Đây, đầu sao đầu tiên là xét lambda 1 của chúng ta thì đề bài cho là 720 nanomet. Đúng chưa? Vậy bây giờ nếu chúng ta giả sử bức xạ một, nếu ta giả sử là tại điểm M thì bức xạ 1 cho vân sáng thì chúng ta có điều gì gọi ơi đây. Giả sử là vân sáng này, giả sử là vân sáng. Đúng chưa? Thì các bạn sẽ có ngay cái hiệu khoảng cách là D2 trừ D1 của chúng ta sẽ phải bằng K lambda. Và giả sử thì có thể đúng có thể sai, được chưa? Đúng khi nào? Đúng khi chúng ta tìm ra k nó nguyên. Còn sai khi nào? Sai khi chúng ta tìm ra k là số không nguyên. Vậy ta cùng thay số vào này. D2 trừ D1 là 1,08, đổi tất cả ra mét luôn, nhân 10 mũ trừ 6 bằng k lên lambda, lambda là 720, các bạn nhân 10 mũ trừ 9 để các bạn đổi hết toàn bộ ra mét. Và đến đây các bạn tìm ra k là bao nhiêu nhỉ các bạn ơi? Ở đây các bạn tìm ra K, không nhầm, nó là 1,5. 1,5 là một số không nguyên, nên chắc chắn đến đây
nó không thể nào là vân sáng được. Vậy điều giả sử của chúng ta là sai, là sai. Vậy chắc chắn điểm mờ của chúng ta sẽ là vân tối, sẽ là vân tối, các bạn chú ý nhá. Vậy chúng ta nhớ này, giả sử là vân tối, là vân tối. Chúng ta lại có là D2 trừ D1, được chưa? Bằng K cộng 1 phần 2 lambda. Và đây các bạn lại thay tương tự vào, bạn tìm ra K, đúng chưa? Nào bạn thay lần lượt vào 1,08 này nhân với cả 10 cũng trừ 6 này bằng này k cộng 1 phần 2 này các bạn nhân với cả 720 nhân 10 cũng trừ 9. Đó, nếu bạn nào tinh mắt một tí xíu này, bạn chỉ cần lấy con số 1,5 này, bạn trừ đi 1 phần 2 là bạn đã tìm ra cả k này ngay luôn, các bạn không cần phải viết quá dài đâu nhá. Các bạn chú ý này, các bạn nhớ là vì rõ ràng cái 1,5 này là cái toàn bộ cái thằng kia, thằng 700, cái thằng 1,08 nhân 10 trừ 6 chia 720 nhân 10 trừ 9 đúng không? Bạn chỉ cần trừ đi 1 phần 2 một cái là bạn tìm ra k này ngay. Đó, các bạn lưu ý vào. Vậy ở đây các bạn tìm ra k của chúng ta là mấy gì? Là 1 đúng không? Là 1. Các bạn chú ý nhá. Vậy đây chúng ta suy ra này, chúng ta suy ra. Chúng ta suy ra k ở đây của chúng ta nó sẽ là 1. Suy ra k là 1. K là 1 thì chúng ta sẽ kết luận là vân tối thứ mấy các bạn ơi? Vân tối thứ mấy nhỉ? Vân tối thứ hai, các bạn chú ý nhé, vân tối thứ hai. Vậy đối bức xạ đầu tiên thì chúng ta thì tại điểm M nó sẽ cho một cái vân tối thứ hai, nhớ nhá, vân tối thứ hai. Đó, các bạn lưu ý vào. Được chưa? Và chúng ta cũng xét tương tự thôi, xét đối với cái bức xạ với bức sóng lambda 2 là 540 nanomet. Các bạn lưu ý nhá. Đó, tiếp tục này, xét lambda 2 của chúng ta là 540 nanomet. Nanomet. Để chờ bạn. Vậy chúng ta đầu tiên chúng ta giả sử nó là sáng đi, là vân sáng. Nào, thay số luôn nhá. D2 trừ D1 là 1,08. Các bạn nhân với cả 10 cũng trừ 6. Đúng chưa? Bằng này, K lambda là 540, các bạn nhân với cả 10 cũng trừ 9. Nào, đến đây các bạn tìm ra K bằng bao nhiêu nào? Nếu nguyên thì chắc chắn điều giả sử là đúng, còn không nguyên thì chúng ta giả sử vân tối, đúng không? Nào, đối với bức xạ này thì các bạn tìm ra K của chúng ta là 2, là một số nguyên. Vậy ta kết luận đây chính là vân sáng bậc 2. Vân sáng bậc 2. Đó, các bạn chú ý vào nhé. Vân sáng bậc 2. Được chưa? Vân sáng bậc 2. Các bạn chú ý vào. Vậy đối với bức xạ có bước sóng lambda bằng 540 nanomet, chúng ta sẽ có vân sáng bậc 2. Vân sáng bậc 2. Được chưa bạn? Nào, còn hai bức xạ nữa các bạn cũng làm tương tự này, xét lambda 3 của chúng ta thì đề bài đang cho là 432 nanomet. Nanomet. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta giả sử nó là vân tối đi, xem sao nào, giả sử là vân tối đi, thử tối trước nhá. Ta thay số luôn này, 4 1,08 1,08. Các bạn nhân 10 cũng trừ 9, nhân 10 cũng trừ 9. Đúng chưa? Sau đó bằng này, tối thì là K cộng 1 phần 2, lambda là 432, các bạn nhân 10 cũ trừ đi 9 này. Nào, đến đây các bạn tìm ra K là bao nhiêu? Nếu chúng ta tìm ra K là nguyên thì ở đây điều giả sử vân tối là đúng. Còn nếu K của chúng ta không nguyên thì chúng ta giả sử vân sáng và tính toán lại. Thế thôi, được chưa? Và ở đây K chúng ta tìm ra nó lại là một số nguyên, đó chính là dương 2. Vậy đối với vân tối khi chúng ta tính ra k bằng 2 thì chúng ta sẽ kết luận là vân tối thứ ba, vân tối thứ ba. Các bạn chú ý nhé, vân tối thứ ba. Đó, vân tối thứ ba. Và một thằng cuối cùng của chúng ta, các bạn chú ý nhé, thằng lambda 4 này. Đó, không khó một tí nào, các bạn thấy không? Là cũng rất là đơn giản thôi. Đó, tiếp theo là chúng ta xét cái thằng lambda 4. Lambda 4 của chúng ta thì đề bài cho là 360 nanomet. 360 nanomet. Vậy nếu chúng ta giả sử nó là vân sáng nhá, giả sử nó là vân sáng này, vân sáng. Giả sử cái thằng này nó là vân sáng thì bây giờ nó phải thỏa mãn điều kiện là D2 trừ D1 là 1,08. Các bạn nhân 10 cũ trừ 9 thì bằng K lambda, tức là K nhân 360 nhân với cả 10 cũ trừ 9. Ok chưa? Nào, đến đây các bạn tìm ra K nó nguyên hay không nguyên ạ? À? Cầm máy tính lên xử lý nhá.
Các bạn lưu ý là đối với bài tập mà đề bài yêu cầu là người ta hỏi các bạn là tại một điểm là vân loại gì thì chúng ta phải giả sử. Vì ở đây là có hai tình huống, một là vân sáng, hai là vân tối. Các bạn chú ý này, giả sử mà đúng tức là K chúng ta tính ra nó sẽ phải là nguyên, được chưa? Vậy K ở đây bạn tìm ra nó sẽ là 3, là 3. Và ra kết luận ở đây thì chính là vân sáng bậc 3, vân sáng bậc 3. Đó, vân sáng bậc 3. Thì đó chính là cái ví dụ 4 của chúng ta. Các em lưu ý mà. Đấy. Không khó, nhưng bạn chú ý là không khó một tí nào. Các cái ví dụ trên để đi tìm cái hàm K thì chúng ta đi dùng cái tọa độ x. Còn ở ví dụ 4 này để đi tìm K thì chúng ta dựa vào cái hiệu khoảng cách D2 chia D1. Thế các bạn chú ý vào. Và các bạn phải lưu ý là đối với vân tối thì khi bạn tìm ra k bằng 2 thì bạn phải kết luận là vân tối thứ ba, còn khi bạn tìm ra k bằng 1 thì bạn phải kết luận vân tối thứ hai. Các bạn chú ý vào. Đấy, lưu ý nhé, không có điểm gì nhấn đâu, rất là cơ bản thôi. Bạn chú ý là trong cái đề thi đại học 2021 ấy, trong cái đề thi đại học 2021 là cũng có một câu như thế này, một câu ví dụ 4, một câu ví dụ 4. Nhưng mà đề thi chỉ cho một bức xạ thôi, thì trong đề thi làm gì cho bốn bức xạ này, làm mất thời gian lắm. Đề bài để cho một bức xạ và đề bài cho các bạn là tại vị trí này nó là vân loại gì, chỉ rõ thế thôi. Đó là câu trong đề thi, được chưa? Nào, chúng ta chuyển tiếp sang cái ví dụ 5 này. Chúng ta chuyển tiếp sang ví dụ 5 nhá. Nào, các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 5. Ví dụ 5 là một câu cực kỳ hay này. Chúng ta ghi đề bài ví dụ 5. Ví dụ 5. Ví dụ 5 là một câu vận dụng cao ở đề tuyển sinh đại học 2019. Một câu ở mức độ điểm 8,75 hoặc thậm chí có thể là 9 điểm rồi. Các bạn lưu ý này. Nhưng giải quyết nó không quá khó nhé. Các bạn lưu ý ví dụ 5. Ví dụ 5 vận dụng cao đề tuyển sinh đại học 2019. Tiến hành thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc, nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda, có bước sóng là lambda, và đề bài cho chúng ta một điều kiện chặn của lambda là nó chạy từ 380 nanomet đến 760 nanomet. Các bạn chú ý nhá, đây là điều kiện chặn của lambda. 380 nanomet là thằng tím ấy, 760 là thằng đỏ đấy, các bạn chú ý vào, được chưa? Đấy, đề bài các bạn toán cái đề bài vào nhá, vì đề nó khá là dài. Cái bức xạ đơn sắc của chúng ta có bước sóng nó giới hạn từ 380 nanomet đến 760 nanomet, được chưa bạn? Tiếp tục, khoảng cách giữa hai khe tức là đề bài cho chúng ta là A là 1 mm, 1 mm. Được chưa bạn? Tiếp tục, khoảng cách từ hai khe tới mặt phẳng. Nhớ này, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 mét, là 1 mét. Đấy, các bạn nên tóm tắt vào, được chưa? Cái thằng 1 mm này nó chính là A, cái thằng 1 mét này nó chính là D. Chứ đừng có chép đề bài vào, đi thi mà phải đọc đề bài, phải biết đề bài cho đại lượng gì. Được chưa? A thì đề bài là 1 mm, A nhỏ là 1 mm. Được chưa bạn? D của chúng ta thì là 1 mét. Nào, tiếp tục này. Trên màn có hai điểm A và B, chú ý này, trên màn có hai điểm A và B là vị trí của hai vân sáng, nhớ này, là vị trí vân sáng đối xứng nhau qua vân trung tâm. Câu này rất quan trọng nhé. Trên màn có hai điểm A và B là vị trí của hai vân sáng đối xứng được chưa? Hai vân sáng đối xứng với nhau qua vân trung tâm. Bạn chú ý này vào. Tóm tắt đề bài vào. A và B là hai vân sáng.
Hai vân sáng đối xứng nhau. Đối xứng nhau. Đối xứng nhau nghĩa là sao nhỉ? Nghĩa là khoảng cách từ điểm A tới vân trung tâm bằng khoảng cách từ điểm B đến vân trung tâm. Được chưa? Đối xứng nhau qua vân tâm, tức là một thằng sẽ nằm phía trên và một thằng sẽ nằm phía dưới nhá. Để cho các bạn lưu ý vào. Vì khoảng cách từ hai điểm đó đến cái vân trung tâm phải bằng nhau, nên bắt buộc ở đây một điểm sẽ nằm trên và một điểm sẽ nằm dưới. Để cho bạn. Tiếp tục này. Điểm C của chúng ta, điểm C của chúng ta, điểm C này cũng là vị trí của một vân sáng. Đây, C của chúng ta cũng là vân sáng. Các bạn chú ý này, C là vân sáng. C của chúng ta cũng là một vân sáng. Đó, ở tóm lại bài ra, đề bài cho biết này, ABC cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với các vân giao thoa, và đề bài cho chúng ta là AB bằng 6 mm, BC là 4 mm, BC là 4 mm, và đề bài yêu cầu chúng ta là đi tìm cái giá trị của lambda. Đó, đi tìm giá trị của lambda bằng bao nhiêu. Một câu rất là hay luôn. Câu này không quá khó, không quá khó, không nặng về tính toán, nhưng bắt các bạn phải hiểu rất rõ về cái phần giao thoa ánh sáng thì các bạn mới làm được câu này. Một câu ở mức độ điểm 9 đối với chúng ta. Vậy tóm lại là qua đọc đề bài chúng ta thấy là cả cả 3 điểm A, B, C của chúng ta đều là ba vị trí của ba vân sáng. Bạn nhớ nhá, cả ba vị trí A, B, C đều là vị trí của vân sáng. Nhưng ở đây có một cái điểm khó là chúng ta không biết cái điểm C của chúng ta nằm ở đâu, điểm C của chúng ta nó nằm ở đâu. Các bạn lưu ý vào nhá. Này, gợi ý cho bạn thêm một dòng nữa này. Các bạn cứ vẽ hình ra là các bạn ra ngay thôi. Đấy, các bạn lưu ý vào. Đây, chúng ta có cái vân này là gọi là vân trung tâm đi. Vân sáng này người ta gọi là vân trung tâm. Được chưa? Thì điểm A và điểm B nó là hai vân sáng và đối xứng với nhau có vân trung tâm, tức là một điểm sẽ nằm phía trên, còn một điểm sẽ nằm phía dưới. Vậy chúng ta ký hiệu điểm B nằm đây. Điểm B của chúng ta nằm đây. Được chưa? Còn điểm A chúng ta nằm đây. Đó, điểm A nằm đây. Và cái vân trung tâm ấy thì nó giống như ở cái điểm O ấy, cái điểm O của chúng ta. Đấy. Đấy, các bạn chú ý vào. Nào, bây giờ các bạn cùng xử lý đi. Đấy, gợi ý đến đây rồi. À, xem các bạn xử lý câu này như thế nào. Bạn nhớ nhé, A và B đối xứng nhau qua vân trung tâm, tức là khoảng cách từ điểm B đến vân trung tâm bằng khoảng cách từ điểm A đến vân trung tâm. Ồ, kết quả là bao nhiêu nhỉ? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ cái ví dụ 5, một câu có điểm nhấn này. Thì đầu tiên bây giờ các bạn có đi tìm được cái tọa độ vị trí của điểm B không? Các bạn chú ý này, bạn có đi tìm được cái tọa độ vị trí của điểm B không? Nào, các bạn lưu ý là bây giờ chúng ta biết cái độ dài AB, cái độ dài AB của chúng ta là đoạn từ đây đến đây. Là đoạn từ đây đến đây đang là 6 mm, đang là 6 mm đúng không? Vậy các bạn có đi tìm được khoảng cách từ cái vân trung tâm, tức là từ điểm O tới cái điểm B bằng bao nhiêu không? Thì bây giờ các bạn lấy 6 các bạn chia đôi ra thì sẽ là 3 mm, được chưa?
Vậy đầu tiên ta có này. Nào, dấu sao đầu tiên. Ta có XB. XB của chúng ta sẽ bằng AB mà chúng ta chia đôi ra. Đúng chưa? Và nó chính bao nhiêu đây? Nó chính là bằng 3 mm. 3 mm. Được chưa? Các bạn không cần lo là điểm B chúng ta lấy trên hay lấy dưới đâu. Vì ở đây chúng ta cứ xét điểm B, chúng ta lấy XB nó dương. Còn nếu bạn muốn xét điểm A thì các bạn lấy điểm A nó dương. Nhưng bạn lưu ý một tí xíu nhá. Vì sao chúng ta không xét điểm A mà chúng ta lại xét điểm B? Vì đề bài không cho chúng ta biết độ dài AC là bao nhiêu, mà đề bài chỉ cho chúng ta biết độ dài BC này. Các bạn lưu ý là chúng ta không thể nào biết điểm C nằm đâu nhá. Không biết điểm C nằm đâu. Điểm C có thể nằm về phía điểm B, có thể nằm về phía điểm A. Được chưa? Vậy các bạn không nên dùng khoảng cách AC để các bạn tính trong bài toán này để chúng ta đỡ bị khó. Được chưa? Bài toán đang cho chúng ta khoảng cách BC. Chúng ta phải dựa vào khoảng cách BC này để chúng ta tính. Chứ bạn đừng đi tìm AC nhé. Vì các bạn, thứ nhất các bạn chưa biết điểm C nằm ở đâu. Các bạn chưa biết điểm C nằm đâu. Bạn hiểu ở đây này, điểm C của chúng ta nó có thể nằm đây. Đúng chưa? Nó cũng có thể nằm đâu đây, nó cũng có thể nằm ở phía dưới này mà, đúng chưa các bạn? Các bạn đã biết nó nằm ở đâu đâu, đúng chưa? Mà các bạn đã đi xét, mà đi tìm điểm C vội, nhớ nhá, chưa biết điểm C ở đâu đâu. Đúng chưa các bạn? Đó, vậy bài toán đã khó rồi, đừng bao giờ đưa chúng ta vào cái tình trạng bị khó là chưa biết điểm C ở đâu mà cứ đâm đầu vào để làm đã. Được chưa? Nào, bây giờ cái điểm B của chúng ta nó là 3 mm và tại đó là một vân sáng. Tại điểm B là vân sáng thì nó sẽ phải thỏa mãn một điều kiện là bằng K nhân Y. K nhân Y. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ thay thằng Y này bằng K lambda D chia A. Vì sao chúng ta không dùng Y nhỉ? Vì đề bài đang cho khoảng trọng của lambda, đã cho kinh nghiệm rồi. Bài toán cho cái gì thì phải rút đại lượng đó ra rồi cho vào khoảng trọng để tìm điều kiện của K. Các bạn phải chú ý này vào. Được chưa? Vậy đến đây các em tìm ra K tính thế nào nhỉ? Nào, K của chúng ta sẽ tính nào đây? Nào, K của chúng ta sẽ được tính bằng XB này, bằng XB này. Các bạn nhân A này, sau đó các bạn chia, à bạn suy ra lambda nhé, bạn suy ra lambda này. Bạn suy ra lambda của chúng ta sẽ được tính thế nào nhỉ? Lambda của chúng ta sẽ được tính bằng XB. Bằng XB các bạn nhân với cả A, sau đó các bạn chia cho K, các bạn nhân với cả D, các bạn nhân với cả D. Được chưa? Các bạn nhân cả D. Nào, đến đây các bạn suy ra tiếp này, các bạn suy ra nhá. Lambda bằng này, các bạn cứ đổi hết ra mét nhá. XB của chúng ta, XB thì là 3 mm, các bạn nhân với cả 10 ngũ trừ 3 để đổi ra mét này. Nhân với cả A của chúng ta là 1 mm, tức là 1 nhân 10 ngũ trừ 3. Sau đó các bạn chia cho k nhân d, trong đó d của chúng ta thì là 1 đúng không? Vậy ta sẽ có là k nhân 1, k nhân 1. Vậy đến đây chúng ta sẽ rút gọn bớt đi thì chúng ta sẽ có ngay là 3 3 nhân 10 ngũ trừ 6 chia cho k. 3 nhân 10 ngũ trừ 6 chia cho k và đơn vị của chúng ta ở đây là mét, là mét. Được chưa? Nhưng các bạn lưu ý này, ở trong cái khoảng chặn của bước sóng thì đề bài cho chúng ta đơn vị là nano, nanomet. Đó, trong cái khoảng chặn thì đề bài cho chúng ta đơn vị của thằng lambda là nano. Vậy chúng ta nên đổi từ mét sang nano luôn. Muốn đổi từ mét sang nano, chúng ta nhân với cả 10 ngũ 9 là xong ngay. Vậy ta lấy 3 nhân 10 ngũ trừ 6, ta nhân với cả 10 ngũ 9 thì chúng ta sẽ có ngay cái thằng này sẽ là bao nhiêu đây? Là 3.000 đúng không? 3.000. Rồi, bằng 3.000 chia cho K, đơn vị ở đây là nanomet, là nanomet. Được chưa? Vậy chúng ta cho cái thằng này vào trong khoảng chặn kia, chúng ta sẽ tìm được cái giá trị của K ngay, cái khoảng chặn của K ngay, đúng không? Nào, suy ra tiếp này. 380 nhỏ hơn 300 các bạn chia cho K và nhỏ hơn 760, 760. Nào, đến đây các bạn tìm khoảng chặn của K đi. Các bạn muốn đi tìm chặn dưới thì bạn lấy 300, bạn chia 3.000, bạn chia được 760 thì bạn sẽ ra ngay chặn dưới, đúng không? Vậy chặn dưới của chúng ta, bạn nhớ này, bạn lấy 3.000, bạn chia cho 760 thì các bạn đã tìm ra được cái chặn dưới, đúng không? Và cái chặn dưới của chúng ta là 3,94. 3,94 nhỏ hơn K và nhỏ hơn. Muốn đi tìm chặn trên thì bạn lấy 3.000. Bạn chia cho 380 là các bạn ra ngay chặng trên, được chưa?
Nào, bạn tìm ra được cái chặng trên của chúng ta là 7,89. 7,89. 7,89. À, ở đây nó không phải là ra một giá trị căn nguyên mà nó lại có mấy giá trị căn nguyên các bạn nhỉ? Nào, k của chúng ta nó phải là số nguyên. Vậy ở đây k của chúng ta sẽ nhận những giá trị nào nhỉ? K lớn hơn 3,94, nhỏ hơn 7,89 thì chúng ta sẽ có các giá trị của k gồm có 4 này, 5 này, 6 này và 7 này. À, chúng ta có tổng cộng là 4 cái giá trị của k. K bằng 4, K bằng 5, K bằng 6, K bằng 7. Vậy chúng ta phải làm thế nào tiếp theo? Còn một dữ kiện nữa chúng ta chưa xét, đó chính là cái độ dài BC. BC của chúng ta là 4 nanomet, là 4 nanomet. Mà ở đây người ta cho các bạn là điểm C cũng là một vân sáng, cũng là một vân sáng. Vậy ở đây các bạn phải khéo một tí xíu này. Các bạn nhìn nhá, cái này là phải là cái khéo này. Cái khéo một tí này. Chứ đến đây mà các bạn làm bừa là các bạn nguy hiểm lắm. Các bạn lưu ý cái khéo này. Cái khéo ở đây là gì thì các bạn cùng tập trung nghe phân tích này. Các bạn lưu ý là cái điểm B của chúng bạn nhớ này đây, bạn chú ý nhá. Bạn nhớ này, điểm B của chúng ta nằm đây là một vân sáng, đúng chưa? Điểm C của chúng ta nằm đây cũng là một vân sáng. Và giả sử giữa B với C của chúng ta mà có thêm một vân sáng nữa. Thì bây giờ các bạn chú ý này, các bạn lưu ý nhé, dạ bạn nhớ này, bạn nhớ là đề bài cho chúng ta là C với B là hai vân sáng, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ giả sử giữa C với B còn một vân sáng nữa, thì bây giờ cái khoảng cách giữa điểm C và điểm B sẽ là bằng mấy lần khoảng vân nhỉ? Nào, từ đây đến đây là khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp thì sẽ là một khoảng vân là y. Tiếp tục, từ đây đến đây là khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp thì nó cũng sẽ là y. Và ở trong trường hợp này, cái điều chúng ta giả sử tức là cái thằng CB của chúng ta trong trường hợp này đang bằng hai khoảng vân 2y. Được chưa bạn? Còn nếu bây giờ nhá, còn nếu bây giờ chúng ta giả sử mà giữa C với B có thêm hai vân sáng nữa. Đây, các bạn nghe giảng nhá, phải nghe giảng này. Giữa B với C có hai vân sáng nữa, từ đây, một vân sáng này, hai vân sáng. Đây là B, đây là C. Đó, bạn nhớ này, đang giảng cho các bạn hiểu. Đầu tiên chúng ta giả sử là giữa C với B có một vân sáng, thì chúng ta thấy cái khoảng cách giữa C với B là bằng hai lần khoảng vân. Còn trường thứ hai chúng ta giả sử giữa C với B có hai vân sáng, thì bây giờ các bạn thử xem cái khoảng cách giữa điểm C với điểm B nó là bao nhiêu này. Từ đây đến đây nó là y, từ đây đến đây cũng là y, từ đây đến đây cũng là y. Vậy ở đây cái thằng CB của chúng ta sẽ bằng 3y. 3y. Được chưa? Sẽ bằng 3y. Vậy bây giờ chúng ta sẽ giả sử giữa C với B có n vân sáng đi. Bạn nhớ là giả sử giữa B với C có n vân sáng thì khoảng cách giữa điểm C với điểm B nó phải thỏa mãn điều kiện gì nhỉ? Nào, khoảng cách giữa điểm B với điểm C nó sẽ phải thỏa mãn điều kiện gì? Nào các bạn ơi, các bạn lưu ý này. Rõ ràng ở đây bạn thấy không? Vì điểm C và điểm B, được chưa? Nó là hai vân sáng, được chưa? Nên cái khoảng cách giữa điểm C với điểm B nó phải luôn thỏa mãn một điều kiện, nó bằng nguyên lần gì nhỉ? Nó sẽ là bằng nguyên lần cái khoảng vân, được chưa? Nguyên lần khoảng vân. Nào các bạn chú ý này, trong cái trường này các bạn lưu ý này, trong cái trường hợp này nhá, trong trường một này các bạn lưu ý này, nhìn này, trong cái trường hợp một thì chúng ta đếm này, giữa C với B có, nhớ này, từ từ điểm C với điểm B chúng ta có bao nhiêu vân sáng nhỉ? Một vân này, hai vân này, ba vân, chúng ta có ba vân sáng thì khoảng cách giữa C với B là bằng 2y. Còn trường thứ hai của chúng ta, giữa C với B, nhớ từ C đến B, của chúng ta có bao nhiêu vân sáng nhỉ? Một này, hai này, ba này, bốn này, có bốn vân sáng thì khoảng cách giữa điểm C với điểm B sẽ là bằng 3 lần y, 3 lần y. Vậy chúng ta làm tổng quan lên, giả sử giữa C với B có n vân sáng, được chưa? Thì bây giờ khoảng cách giữa hai điểm C với B sẽ là được tính bằng n trừ 1 nhân y, trong đó cái thằng n của chúng ta nó phải là một số nguyên, Các bạn có hiểu vấn đề không? Các bạn phải nhớ cái chú ý này này, được chưa? Vậy chúng ta lại ghi này. Vì C và B là vị trí của hai vân sáng, vì C và B là vị trí của hai vân sáng và
Và ta giả sử từ C đến B có tổng cộng n vân sáng, có tổng cộng n vân sáng. Nói cho rõ ràng là tính cả, được chưa? Tính cả C và B. Đó, có n vân sáng tính cả C và B. Các bạn chú ý vào nhá. Khéo một tí xíu này, vì C và B là vị trí của hai vân sáng và ta giả sử từ C và B có n vân sáng tính cả C và B. Đó, hiểu vấn đề nhá. Thì bây giờ rõ ràng khoảng cách giữa C với B, khoảng cách giữa C với B là CB sẽ được tính bằng n trừ 1 các bạn nhân với cả y, nhân cả y. Với các bạn chú ý này, với n của chúng ta là số nguyên, là số nguyên. Các bạn lưu ý này vào, chỉ cần một dòng nữa thôi là chúng ta sẽ ra ngay vấn đề này. Chỉ cần một dòng nữa thôi, bạn nhìn này. Bây giờ các bạn đã có các cái giá trị của k rồi, đúng không? Các bạn đã có các cái giá trị của k rồi, chúng ta có bốn giá trị của k thì sẽ ứng với bốn giá trị của y, đúng không? Bạn chú ý này, chúng ta có k bằng 4, k bằng 5, k bằng 6 và k bằng 7. Thì rõ ràng bây giờ chúng ta có tìm được các cái giá trị của khoảng vân tương ứng với các k không? Đây bạn nhìn này. K nhân y thì bằng 3 mm, bằng 3 mm. Vậy các bạn sẽ thay lần lượt k bằng 4 vào, bạn tìm ra được y, k bằng 5 bạn tìm ra được y, k bằng 6 bạn tìm y và k bằng 7 bạn tìm y. Có y rồi, các bạn có đi tìm được n không? Và bạn phải thoảng nhớ là n của chúng ta nó bắt buộc phải là số nguyên. Đó, bây giờ các bạn hãy làm từng trường hợp một. Vì sao câu này là câu 9 điểm thì các bạn nghe, các bạn ấy hiểu vấn đề đúng không? Nào, đầu tiên là các bạn chú ý lại. Một tiếp tục nhá, sắp ra nơi này. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ có k bằng mấy đây? K bằng 4 này. Nào, khi k bằng 4 các bạn tìm ra y là bao nhiêu? Các bạn lưu ý này. Bạn lấy 3, bạn nhớ nhá, chúng ta luôn có một cái biểu thức là 3, bạn nhớ này. 3 mm, được chưa? Thì bằng k các bạn nhân y. Đúng chưa? Bây giờ các bạn có k bằng 4 thì bây giờ bạn tìm y không? Bạn lấy 3 chia 4 thì bạn tìm ra y bằng 0,75. 0,75 mm nhá, mm. Được chưa? Khi có y rồi thì các bạn sẽ thay vào cái biểu thức trên này. Đây, các bạn suy ra tiếp. Các bạn lưu ý này, đây, các bạn có CB rồi đúng không? CB của chúng ta thì đề bài cho là bằng bao nhiêu? CB thì đề bài cho là 4 mm đúng không? Đây bạn chú ý này, đây bạn thay tiếp một lần nữa là ra này, bạn chú ý này. Bạn suy ra này, 4 mm được chưa? Bằng n trừ 1, các bạn nhân y là 0,75. Nào, đến đây các bạn có tìm được cái thằng n không? Nào, n bằng bao nhiêu? Nào, các bạn tìm ra n4 chia 0,75, các bạn trừ đi, các bạn cộng với 1. Thì ở đây các bạn tìm ra n nó là 6,33. 6,33 không phải là số nguyên thì các bạn sẽ phải loại đi. Loại. Các bạn sẽ loại. Được chưa? Các bạn loại. Đó, vì nó phải là số nguyên mà. Các bạn nhớ cái điều kiện của n phải là số nguyên. Nên bây giờ đối với k bằng 4, chúng ta tìm ra n bằng 6,33, chúng ta loại. Chúng ta loại. Đó, bạn thấy cách làm chưa? Nào, tương tự các bạn xử lý tiếp này. Bây giờ chúng ta có k bằng 5, k bằng 5, chúng ta thay vào xem y bằng bao nhiêu này. Nào, các bạn thay vào nhớ 3 mm này thì bằng 5 các bạn nhân y. Thì đến đây các bạn suy ra được y bằng bao nhiêu nào? Bạn lấy 3 các bạn chia 5 thì các bạn có y là 0,6 mm. Được chưa? Sau đó các bạn lại thay vào cái biểu thức CB là 4 này bằng này n trừ 1 này, các bạn nhân với cả 0,6 này. Nào, đến đây các bạn tìm ra thằng n bằng bao nhiêu? 4 chia 0,6 các bạn cộng 1, cộng 1. Vẫn không nguyên, đúng không nhỉ? Bạn lấy 4 chia 0,6 này, các bạn cộng 1. Thì ở đây bạn tìm ra là 7,66, 7,66. Loại tiếp. Bạn phải nhớ là thằng n của chúng ta phải là nguyên cơ, phải là nguyên cơ. Vậy chúng ta tiếp tục. K của chúng ta mà bằng 6 thì bây giờ các bạn có là 3 bằng 6 nhân y. Vậy đến đây các bạn suy ra y của chúng ta sẽ bằng 3 chia 6 thì là 0,5 mm. Y bằng 0,5 mm, ta thay vào này 4 bằng n trừ 1. À, thằng này có vẻ nguyên này. Vì 4 chia 0,5 nó nguyên mà. N của chúng ta bằng. Nào, 4 chia 0,5 các bạn cộng 1.
À, N của chúng ta bằng 9 này, N của chúng ta bằng 9, thỏa mãn rồi, nguyên rồi, thỏa mãn. Đến đây thôi, không phải làm trường tiếp theo đâu, vì trường tiếp theo thế nào không nguyên đâu. Đây, N của chúng ta bằng 9, xong rồi. Vậy cái giá trị của K, K của chúng ta sẽ bằng 6. Đây, chúng ta tìm ra ngay K bằng 6. Đó, trong bốn cái giá trị 4, 5, 6, 7, chỉ có duy nhất một giá trị của K thỏa mãn, đó chính là K bằng 6. Vậy khi các bạn đã tìm được K thỏa mãn là K bằng 6 rồi thì bạn làm thế nào để bạn có được bước sóng nhỉ? Nào bạn làm thế nào để bạn có được bước sóng? Bây giờ chúng ta có cái biểu thức là 300 à 3000 các bạn chia K này. Mà chúng ta đã có K bằng 6 rồi, chúng ta đã có K bằng 6 rồi. Có hiểu vấn đề không? Chúng ta đã có K bằng 6 rồi. Vậy bây giờ các bạn sẽ lấy 3000 bạn chia cho 6, bạn sẽ lấy 3000 bạn chia 6 thì các bạn có tìm ra được nốt lambda không? Quá là ra luôn, đúng không? Vậy ta kiệu đây là số 1 này, ta thay ở 1. Ta thay ở 1. Rồi. Khi các bạn đã tìm ra được K bằng 6 rồi, các bạn sẽ thay vào 1 này, thay vào 1. Thay vào 1 chúng ta có ngay được lambda. Lambda bằng 3000, 3000 các bạn chia cho 6, chia 6. Và bạn tìm ra được lambda là 500. 500 nanomet. 500 nanomet thì đáp án của chúng ta là đáp án gì nhỉ? Đáp án C này. Đó, đáp án C. 500 nanomet là đáp án C. Đấy, các bạn chú ý vào nhé. Vậy chúng ta có ngay đáp án là C. Đấy, các bạn chú ý vào. Được chưa? Cái điểm khó của bài toán này là các bạn phải khéo một tí ở cái chỗ khoảng cách giữa hai điểm C và B. Các bạn nhớ là C và B của chúng ta đề bài cho rất rõ là vị trí của hai vân sáng, mà đề bài cho khoảng cách giữa điểm C và điểm B là 4 mm. Rõ ràng là giữa C với B có thể có thêm một vân sáng nữa, có thể có 3, 4 và rất là nhiều. Đó, chúng ta phải làm tổng quan lên. Nếu chúng ta tính từ C đến B mà có tổng cộng N vân sáng, cái N đó tính cả điểm C và điểm B nhá, thì rõ ràng cái khoảng cách giữa C với B nó sẽ luôn thỏa mãn điều kiện là bằng N trừ 1 nhân Y. N trừ 1 nhân Y. Đấy, các bạn lưu ý vào nhá. Nhớ kỹ vào. Các bạn không khéo vào điều này là các bạn làm bài tập này nó rất là vất đi nhá. Các bạn chú ý vào. Đó. Được chưa? Đây này, có thể nói lại các bạn nhé, một số bạn lại chưa hiểu vấn đề một tí xíu ở chỗ CB bằng N trừ 1 Y nhé, các bạn nghe một tí xíu này. Đây, ví dụ bây giờ giữa C với B của chúng ta, từ C đến B của chúng ta mà có 3 vân sáng. Đây, tính cả C với B là có 3 vân sáng. Được chưa? Thì khoảng cách giữa C với B sẽ là bằng 2 lần khoảng vân, 2 lần khoảng vân. Đúng chưa? Còn nếu giữa C với B của chúng ta, từ C đến B của chúng ta mà có tổng cộng là bao nhiêu vân sáng đây? 1, 2, 3, 4 vân sáng. Được chưa? 4 vân sáng. Thì khoảng cách từ C đến B của chúng ta sẽ là 1 này, 2 này, 3 lần khoảng vân. Vậy làm tổng quát lên, từ C đến B có N vân sáng, tính cả C với B. Thì bây giờ khoảng cách giữa C và B sẽ được tính bằng N trừ 1 nhân Y với cái thằng N của chúng ta là số nguyên, là số nguyên. Đó, vậy ta phải kết hợp thêm là chúng ta có 4 cái giá trị của K. Chúng ta thay lần lượt từng giá trị một k vào. Khi k bằng 4, chúng ta có y. Nhưng cái giá trị của y này không làm cho n nó nguyên nên ta loại và tương ứng với k bằng 5. Và khi các bạn đến thằng k bằng 6 thì bạn thấy thằng y của chúng ta là 0,5. Và với cái giá trị của y bằng 0,5, chúng ta tìm ra được cái n bằng 9 là một số nguyên hoàn toàn thỏa mãn. Vậy cái giá trị của k chúng ta cần chọn là k bằng 6. Và khi có K bằng 6 rồi, chúng ta thay vào cái biểu thức 3000 chia 6 thì ta tìm ra được lambda là 500 nanomet. Đấy, đây là một câu khá là hay luôn. Các em phải chú ý vào nhé. Được chưa? À, các bạn lưu ý này, đến cái bước này thì đến cái bước khi các bạn tìm ra bốn cái giá trị của K này, bốn cái giá trị của K này thì các bạn có thể dùng máy tính để các bạn loại bớt đáp án đi, các bạn loại bớt đáp án đi. Bạn nhớ nhá, bạn có thể dùng máy tính để loại bớt đáp án đi, loại như thế nào để các bạn tập trung này. Bây giờ các bạn lấy 3000, các bạn lấy 3000, được chưa?
3.000, các bạn chia cho 4 thì sẽ có một nghiệm lambda là 750 nhưng không có này, được chưa? Bạn lấy 3.000, các bạn chia cho 5, chia 5 thì có một nghiệm là 600 này. Đó, một nghiệm 600 này. Tiếp tục bạn lấy 3.000, các bạn chia cho 6 thì có một nghiệm là 500 này. Được chưa? Bạn lấy 3.000, bạn chia 7, 3.000 chia 7 thì sẽ có một nghiệm là 428, 428. Đó, vậy bạn lưu ý một tí xíu nhá. Vậy sau khi chúng ta lấy máy tính, chúng ta thử từng giá trị của K1 thì ta thấy này, chúng ta thấy là không xuất hiện cái giá trị 400, không xuất hiện giá trị 700, nhưng có hai giá trị xuất hiện là giá trị 600 nanomet và 500 nanomet. Vậy đến đây chúng ta đã loại bớt được hai đáp án rồi. Và đến đây nó phải, nếu mà không làm được nữa thì phải dùng hên xui 50-50. Được chưa? 50-50. Nhưng lưu ý là làm như thế này thì không chuẩn xác, đi thi mà đen quá là sai nhá. Đó, các bạn lưu ý nhá. Nhiều khi chúng ta bí quá, chúng ta cũng phải dùng những cái tinh quái để chúng ta loại bớt đáp án đi. Khi các bạn đã có 4 kinh nghiệm của K rồi thì các bạn thay thử vào xem có đáp án nào không. Thế ra là khi chúng ta thay lần lượt 4 đáp án, 4 đáp K này vào, ta thấy sẽ có hai đáp án xuất hiện là 600 và 500. Vậy sẽ loại hai đáp án A và D đi. Còn B với C nếu đây không làm nữa thì 50-50, tỷ lệ đúng là 50-50 rồi, đúng chưa? Đó, lưu ý vào. Còn giải chuẩn xác thì phải như thế này. Các bạn lưu ý nhá.